Vâng, xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món vô cùng hấp dẫn của mùa hè. Ngon lắm, ve sầu kêu đinh tai nhức óc. Và hôm nay mình sẽ làm món ve sầu rang hành mỡ. Và đầu tiên tất nhiên phải có ve sầu rồi, đúng không ạ? Đây, chỗ này mình vừa đi và bắt tối nay, mình dùng đèn pin mình soi trên thân cây, trên rừng cây nhà mình. Đó, chúng ta rửa sạch nhé, cho vào vòi nước rửa sạch. Rửa sạch và nhặt hết ra những cái cánh rụng ra, những cái vỏ xác ve sầu. Đó, bây giờ chúng ta bắc nồi nước ấy, thả vào một chút muối, thả vào một chút muối và đun sôi. Bây giờ chúng ta cho ve sầu vào trần lên, trần nước sôi. Các bạn để ý nhá, ve sầu sau khi trùng vào nước sôi nó sẽ có màu chuyển sang màu vàng. Màu vàng óng như chúng ta tưởng tượng như là con tôm, tôm hấp ấy. Đấy, đang màu xanh ạ. Cho vào trùng nước sôi chuyển hết màu vàng và chúng ta đảo đều. Không phải luộc đâu các bạn nhé, chúng ta chỉ trùng qua nước sôi thôi. Trùng qua nước sôi để vệ sinh. Chỗ này khoảng 4 lạng hành, 4 củ hành. Ta cho mỡ vào, mỡ lợn các bạn, mỡ lợn chứ không phải là dầu ăn. Mỡ sẽ thơm ngon hơn rất nhiều. Bây giờ ta cho hành lên phi. Thơm lừng nha các bạn nha, thơm lắm. Chúng ta chỉ đảo đều cho đến khi hành hoa của chúng ta vàng. Rồi thì chúng ta chuẩn bị vớt hành hoa ra. Hành thì thơm lắm. Được rồi, ok. Để quá sẽ bị cháy. Và bây giờ chúng ta cho ve sầu vào và đảo đều chiên lên. Cũng sẽ mất rất lâu thời gian ấy. Video của mình chắc là tutorial cho các bạn chú ý để nhỏ lửa nhé, để ban đầu chúng ta để nhỏ lửa thôi. Cứ đảo đều, đảo quay. Cái này cũng lâu đấy, để đảo bao giờ nó giòn lên mới được. Rất nhiều hành mà bây giờ chiên còn tí. Chúng ta nêm một chút hạt nêm, chút xíu bột ngọt và đảo đều. Các bạn cứ rang bao giờ chúng ta cứ ăn thử kiểm tra bao giờ nó giòn là được. Đây vẫn chưa giòn, của mình chưa giòn. Chưa giòn đâu. Rang rất lâu nữa. Cho nhỏ lửa rang đều. Cái này các bạn rang giòn lắm nhé. Nếu mà rang dối quá nó dai dai ăn không ngon đâu, không thơm. Thêm một chút nước mắm mà miền Bắc mình hay thích, cho một chút nước mắm vào trong cái đồ rang này. Thêm mùi nước mắm thơm. Cho nước mắm ấy, đừng cho mắm tôm nhé. Cho mắm tôm món này không ăn được đâu. Nước mắm. Thêm một chút bột ngọt. Nhà mình ăn mặn cho nhiều bột ngọt. Tùy khẩu vị nhé. Các bạn cho một chút xíu tùy khẩu vị. Và bây giờ chúng ta cho hành hoa vào đảo đều. Giòn rồi đấy ạ. Giòn rồi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị bia, nước ngọt và bia. Tương ớt đâu rồi? Wow, ngon tuyệt vời. Món ve sầu rang tóp hành hoa vô cùng đơn giản đúng không các bạn? Đơn giản, rất đơn giản. Thơm lắm, ngon lắm các bạn. Bây giờ cùng uống bia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nha. Mình sẽ còn rất nhiều video các món ăn hấp dẫn ở phía sau.